chẳng tao bị lúc nào không quay nó không? Thôi, sợ nó chết lắm. Sợ ngã lắm, tao sợ ngã lắm, sợ độ cao. À, xin chào mọi người, hôm nay mình lại tiếp tục đấy ạ. Hôm nay nhà mình tiếp tục trả đơn khách. Một xe này là nhà mình chất nguyên liệu luôn. Chất nguyên liệu xe này. Bảo để lại một hai cây để các ăn quả thì bán hết đi. Thì tiền người ta bán đi tất cả. Anh Tài anh bảo là không bán, ai để anh để chơi. Cuối cùng là vẫn phải cho đi hết. Cái này sạch vườn. Cây đẹp không? Cây đẹp ạ, hai bông hoa này. Liệu đỏ. Liệu đỏ mông tự nha các bác nhá. Liệu đỏ mông tự, cây rất là đẹp luôn. Đây này, nhìn cây lựu nhà em này. Nó cao 4 mét luôn. Đây là một trong những giống lựu hoa đỏ quả đỏ ruột quả màu đỏ nhá. Quả ăn rất là ngon, đây là giống lựu ăn quả. Mình đánh từ bên Trung Quốc về nhá. Ở bên Trung Quốc bên thị trường nó có hơn 80 giống lựu khác nhau. Nó hơn 80 giống lựu khác nhau thì cái dòng lựu này này, dòng lựu vỏ của nó vỏ sần. Dòng lựu vỏ sần nó ra quả đỏ to, quả to như cái bát ấy. Mỗi một quả nó có thể nặng đến 4 cho đến 8 lạng một quả. Nhìn cây rất là đẹp luôn, đây này. Cây nào nó cũng đẹp luôn. Hôm nay mình xếp tổng cộng là 14 cây. 14 cây xếp một xe cho khách này. Cây nào cao cây khoảng 4 mét. Cao cây 4 mét cho đến hơn, cho đến 3 mét rưỡi, từ 3 mét rưỡi cho đến 4 mét. Cây cao to này, cây trên kia này, còn cao nữa luôn. Đây là hàng đánh đơn để trả cho khách ở trong miền Nam. Hàng này thì nhà mình bao sống cho khách nhá. Bao sống cho khách, không phải tự dưng mà bao sống đâu. Hàng cây nó cực kỳ khỏe, cực kỳ đẹp luôn. Khẳng định là bao sống cho khách. Thứ nhất là nhà mình bao sống, thứ hai là bao quả ngon. Hàng quả ngon, hàng chất lượng. Hàng quả ngon và hàng quả chất lượng nhá. Chứ nó không phải hàng quả kém đâu các bác nhá. Quả cực kỳ ngon và quả cực kỳ chất lượng luôn. Mà đang về nhà mới mà mình muốn set up biệt thự sân vườn. Bác nào chuẩn bị về nhà mới muốn set up biệt thự sân vườn, muốn trồng cảnh quan, vừa trồng là cây ăn quả, vừa là cây phong thủy, vừa cây ăn quả, vừa cây phong thủy, vừa cây cảnh, thì các bác có thể lựa chọn cây lựu nhá. Cây lựu là sự lựa chọn cực kỳ hợp lý luôn. Các bác nhìn này, cây nó 3 tầng tán, cây cao cây 3 mét. Cái này hạ thổ đất cực kỳ cao và đẹp và thoáng. Nó hơn hẳn những cái dòng cây khác. Ví dụ các bạn chọn trồng một cây công trình trước ở nhà, các bạn trồng xoài, trồng mít, trồng na, trồng ổi đấy, những cái cây đấy nó khá là phổ biến tại Việt Nam mình rồi. Nhưng mà cái cây này nó cực kỳ lạ. Thứ nhất là đẹp, độc lạ nhá. Cây nó vừa chơi hoa, khi đến mùa hoa là các bác chơi hoa. Hoa của nó màu đỏ như những cái đèn lồng rủ xuống rất là đẹp.
và nó quả của nó là quả của nó hình như những chiếc đèn lồng, mà khi nó đỏ thì nó chín, nó đỏ rực luôn. Và dòng nịu là nó là dòng cực kỳ sai hoa và cực kỳ sai quả luôn. Các bạn không cần kỹ thuật chăm sóc quá cầu kỳ, nó rất là sai hoa và sai quả. Là một loại cây cực kỳ đáng trồng, đáng để chơi, đáng trồng, đáng chơi luôn. Giá tại vườn là 15 triệu một cây nha bạn Ngạc Nguyễn nhá. Giá tại vườn có 15 triệu một cây thôi. Ở vườn em vẫn ở khu này vẫn còn rất là nhiều cây đẹp. Vẫn còn rất là nhiều cây đẹp nha mọi người nhá. Vanh gốc của nó từ 70, 80, 90. Vanh gốc 70, 80, 90. Vừa là cây ăn quả, vừa là cây phong thủy, vừa là cây cảnh. Sự lựa chọn là gọi là 3 trong 1 luôn đấy ạ. 3 trong 1, các bạn này, bác có thể trồng ở trước cửa nhà, hoặc là các bạn trồng một cổng ấy. Vừa trồng một cổng, mà nhất là những bác nào về nhà mới theo phong thủy, cái liệu là nó xua đuổi trừ tà này, xua đuổi những điều không may mắn này, thu hút may mắn, thịnh vượng, thành công, có thứ đấy. Đây, cây này ít cành này. Đã. Cây này trồng đất thì đẹp. Đây, như bọn này trồng đất này quá đẹp luôn. Không, sau này không cao đâu anh ạ. Sau khi này khi nó mở ra nhiều cành nhiều tán ấy, cây thấp thì nhìn nó sẽ lù xù cây ấy. Còn những cây này sau này nó ra nhiều cành tán, nó cực kỳ thoáng cây luôn. Bọn này bạo từ 4 mét. Đã. Răng ở vườn cực kỳ đẹp luôn. Sau này nó còn ra tán ấy, mà nói chung là nó phải như này đâu. Bọn này cao này, nhìn đặt này, trồng đất nhá, này mọi người nhìn trồng đất này, cây nó còn cao đẹp như này luôn. Nói chung là cao hay thấp còn tùy mọi người sở thích, có những ở vườn cũng có cây thấp, ở vườn cũng có cây cao. Nhưng mà cây thấp thì các bạn, nếu mà bạn nào trồng chậu thì các bạn mua cây thấp. Còn bạn nào mà hạ thổ đất thì các bạn cứ làm mấy cây cao này, nhìn nó tôn dáng cây dã man luôn. Cái đẹp nằm trong con mắt kẻ si tình. Cắt đi. Tán rộng 1m2, 1m3 anh nhá. Mọi người thấy không? Kỳ công cực kỳ luôn ấy. Để mà bán được một đơn hàng kỳ công, nhiều công, nhiều công lắm. Cây về hạ xuống đây này, xong bắt đầu là chờ có xe này, ghép xe được cho xe cho khách, đến ngày giao khách sẽ nhận được hàng này. Xong là lại thuê cẩu, cẩu lên, cẩu xuống này. Cây về cẩu xuống, cây đi lại cẩu lên đấy. Nhỏ dưới vườn cho lên đây chưa chị? À, ok ok, để cho lên xe này luôn đi nhá.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái thùng xe này có vẻ bé hơn mọi lần không? Thùng xe này có vẻ bé hơn mọi lần không? Như nhau à? Còn 7 cây nữa. Liệu hết 7 cây nữa không anh? Chắc chỉ hết được 6 cây thôi đúng không? Đi 13 cây nữa còn đâu xe sau. Nô này cực kỳ đều đẹp luôn. Như ở đây còn 7 cây mà anh. Đất xe là bao cây rồi? Thế xe 7 cây rồi à? 2, 4, 6, 7. Vâng. Nhưng mà trong tuần này chỉ cẩu dọc này trước thôi. Còn nát em xe sau em cẩu phong rồi. 6 cái phong. Rồi em 2 cái hoa hồng hôm qua em ở bên xe kia. Hôm qua em cẩu rất 2 cây hoa hồng to. Nên là 6 cái phong với cả bọn bên nhà anh Dũng còn na. Không. Hết còn, vâng. Còn na nữa, còn một xe la ở trên xe ấy. Chưa sang, nó sang xe đâu. Vận tải gì, na to. Một xe chật, ông rất là trên xe đấy. Chật một xe đấy mà, gài của gì. Bắt đầu em có tưởng cây bé là về đây gài cơ. Hóa ra ông gửi ảnh cho bé cây đánh lên to tướng à. Kiểu nuốt cây ấy. Tính là để gài thế này, để gài các khi em mới hang ấy. Ai ngờ to gần bằng cái này luôn. Cảm giác mà em tưởng tượng nó bé bằng 1/4 thôi mà đánh lên to 1/4, to gấp 1/4 luôn. Gấp 4 lần luôn. Alo. Vâng em nghe đây ạ. À. Em nghe đây ạ. À. Vâng. Mình hết rồi, mình hết cái hàng chậu rồi, hàng chậu bây giờ còn tán bé thôi. Cây này nó không trột, cây này nó không trột bạn ơi. Bây giờ hàng này nó không trột đâu, bây giờ mẫu đơn nó khỏe mà. Cây nhỏ nó bị cây ấy đâu mà bị nó trột. Mình đánh hàng trên chậu, mình vừa đánh mình cho lên chậu xong mình để vườn. Tâm lý khách là để vườn nó cỏ nó mọc ôm xùm lên ấy, thì là nhìn khó nhìn chứ cây mình đều vừa mới đánh từ trên chậu lên ấy. Không sợ, vận chuyển kia thì nó sao dễ hơn. Bây giờ mình còn ít hàng dưới đất, bây giờ mình bán hàng đất thôi. Để mình thanh lý ruộng, mình bán giá đấy, không có chỗ để về làm hàng Tết mà. Đấy, tầm đấy thôi. Vâng vâng. Rồi.
Đúng rồi, đúng rồi. Nếu mà anh có xe tiện chuyến anh về đây anh ghép hàng ấy thì được cước rẻ. Nếu mà anh lấy cả hàng chậu á, lấy hàng chậu thì nó tốn diện tích, nó cước lên đội lên rất là cao. Ví dụ như hôm nay đi một chuyến thì một chuyến mà hàng xếp chậu ấy thì xếp được 10 chậu thôi, nhưng mà nếu mà xếp bằng cây này không có chậu ấy, thì xếp được nhiều lắm. Rồi rồi.